សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីរបៀបបិទអូតូអាប់ដេតកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃ បាទមកដល់កន្លែងនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសពាក្យថា chúng ta thử bài nâng cứ ai chui xung quanh lao lao cùng được group nhờ cái cá chồi tập trong Google Classroom rồi có trong Google Form bàn lươn trường môn bà chứng rồi biếm này cả bật auto update cảm thi nó lưu từ sắp đại Android miễn tại phần nâng thế bà số mặc quần lao cùng được group